Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 10 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Phát huy trách nhiệm cao nhất, sử dụng hiệu